Lại Tết nói một chút về vấn đề Tết Việt Nam bây giờ, Việt kiều khắp thế giới về Việt Nam, nó tính ước lượng từ 1,5 triệu cho tới 2 triệu người dân ở ngoài quốc đến Việt Nam cái kỳ Tết. Mỗi một ngày Đúng 4.000 rồi. người, Nếu một mà cái phi trường thôi đó. một cái số lượng người về Việt Nam như vậy á, so sánh với cái số lượng chống cộng ở ngay cái bộ sang này, nó có Không mấy nghĩa chục đến mạng gì. người thì không Đấy. có nghĩa là gì gì. Tôi đã nói bốn bốn không nó trở thành 4 có rồi mà. Anh nói chuyện mà 4.000 người mà về Việt Nam mỗi ngày, mình nhìn cái hình ở trên của phi trường thứ nhất này, một cái ông về đó, Bốn là bao 12 ông đã đó, đây chủ là cái phi trường. Nhưng mà nha. Cái tôi lấy cái bài báo của báo Người Việt Vâng, đấy, tôi hỏi người ta hỏi tôi tại sao báo trong nước VN Express rồi Thanh Niên rồi Tuổi Trẻ này kia đăng chú không lấy, chú lấy Người Việt. Cái bảo cái tờ báo Người Việt nó ở bên hải ngoại nó đăng cho mình như vậy thì là mình phải hãnh diện đấy. Chưa, từ xưa này chưa bao giờ đăng sự thật. Nó không dám đăng sự thật mà nó lại còn chụp hai cái hình, một cái hình ở dưới cái chỗ đón và cái hình ở trên lầu, đứng ở trên lầu nhìn xuống Tôi nghĩ nó ở phi copy trường từ Tân Sơn Nhất Người Việt đó, đấy. từ từ VN Express ra đó, cái hình đó, anh biết tại sao không? Tại vì là Người Việt sắp sửa cùng với chúng tôi tháng 3 này đi lên thăm tàu Cao Vinson. Tôi ngày sáng ngày hôm qua có nói chuyện ở đoàn Trọng, có thể là Little Sài Gòn TV, và tôi sau buổi nói chuyện này ngày mai tôi sẽ nói chuyện với lại Jimmy Vũ ở bên SBTN, là lại cái nhóm của tôi APEC bữa hôm nọ chúng tôi lại sẽ về Việt Nam để làm phóng sự Cao Vinson, tức là cái hàng không mẫu hạm đi vào Việt Nam Nhưng mà Đà Nẵng. anh Đoàn Trọng, anh là về Việt Nam thì anh phải có một cái tiếng nói trung thực mạnh dạn, Đấy, không, nói những không. cái gì xảy Ở ra Việt Nam đánh giá Đoàn Trọng cao hơn đối đúng. vâng, Cao hơn. Vâng, nhưng đấy, mà ý tôi nói đấy, là anh họ bực mình là đối đúng là về ra Đà Nẵng không không đi dám biên. phỏng vấn một ông sĩ quan hải quân gì đó ở Đà Nẵng, nhưng mà đấy. Tôi expect ông nhưng mà Đoàn Trọng nói rất Đoàn là trung Trọng thực sẽ nói nhiều hơn những bước cái vấn trước đề đây là này. Từ vì ông về Việt Nam hai tuần đúng không, anh mà nên ông chỉ nhớ nói có rằng 15 phút. Anh nên nhớ rằng cái đài truyền hình rất là nặng tiền, rất là nặng tiền. Một tháng họ phải trả từ 20.000 cho tới 30.000 đô la một tháng tiền airtime. Thành ra đó họ phải sống bằng cái cộng đồng để cho họ luồn vỏ lách, chứ anh muốn người ta phải là 100%. Người ta gọi Đoàn Trọng là Nguyễn Phương Hùng, nhiều người không đồng ý. Đấy, Nguyễn Phương Hùng thứ hai đó. Đấy, nhưng mà tôi nói là mình phải chấp nhận cái chuyện đó, mình phải thương họ, thương cái Đoàn Trọng không phải là cái đài của anh á. Anh vẫn là một người đài phải sống cho cái cộng đồng. Cho anh phải thông cảm. Như là cái U23 Đoàn Trọng, mình thắng cái Đoàn Trọng phê bình rất là đúng, không phải giống như cái người khác. Thì mình như vậy là tôi nghĩ rằng như vậy là đã đủ rồi. Ngay cái chuyện mà Đoàn Trọng đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng và đón ông Donald Trump và ông Trần Đại Quang mà làm phóng sự như vậy, đó là một sự thành công của mình rồi. Chừng nó đủ rồi, mình phải từ từ. Thế bây giờ anh nghe anh nói, nói thì mới hiểu như là cái thân phận của những người mà làm việc ở đây khó thật, khó lắm chứ anh. Thấy chỉ ca sĩ Lệ Hằng bị đánh thôi thì hiểu. Nhưng mà tôi nghĩ thời buổi này thì tại sao những thành phần đó mình phải sợ nó? Có như vậy anh thiên thế này, nó sẽ làm áp lực giống như làm Việt Weekly, nó sẽ gọi điện thoại, ê, đừng có đăng quảng cáo Việt Weekly nữa, thế là người ta rút quảng cáo lại là chết, bây giờ Việt Weekly chết rồi. Đó là lý do anh không thông cảm cho người ta cái chuyện đó. Cái vấn đề kinh tế, anh cái tờ Người Việt nó được quảng cáo như vậy mà nó vẫn còn có phải ngả nghiêng như vậy. Cả một dàn ký giả nó xuống đường, nó nói những chuyện vui chuyện buồn của buôn xa, vui đời tị nạn, buồn của đời tị nạn. Chuyện này chuyện kia nó đều là sợ, đều là lăng ba vi bộ, cứ đi thế này đi thế kia. Nhưng mà cái đài Little Sài Gòn TV nó khá hơn những đài khác, nó dám mời tất cả những người nghĩa là lên để nói chuyện, trừ Nguyễn Phương Hùng thôi. Đinh Xuân Thái bảo anh thông cảm cho em đấy. Anh mà lên là đài của em cháy lên ngay lập tức. Đoàn Trọng mấy lần mà cứ đòi hỏi tôi cho nó vô Facebook của tôi, tôi kinh tế xin nhô. Cái sự sợ hãi của người Việt Nam mình ở đây đây, nó xảy ra từ đâu anh? Nó xảy ra từ cái chuyện mà bắn người ta, đốt nhà người ta, khủng bố người ta. Thì tội đó
là người Việt Nam mình gieo lên đầu người Việt Nam mình. Và cái tội đó đây, khi mà nó gieo, cái thằng ngoài nó gieo lên đầu mình thì im thì chớ. Bây giờ đó, mình lại chuyển cái sự sợ hãi đó về cho vợ mình, về cho con mình, rồi mình dạy con mình, chuyển cái sợ hãi nó về cho cháu mình. Cái điều đó với tôi là điều vô phúc nhất của cái người Việt Nam. Không, anh nhìn gì nè, đời con mình anh trở đi. Đó, con anh về đời, không nghĩ, mình nói vậy đó. Tôi thì không nghĩ rằng thì là những người này người ta sợ hãi được. Về thôn nhà người ta không phải người ta sợ đâu. Không thể không sợ, người ta càng càng có cớ để mà người ta căm thù, người ta không hề sợ. Cái đó mới là vinh danh họ. Cái đó họ mới tự hào, chứ họ không sợ đâu. Đấy, cái mà anh thấy rằng tại sao tờ báo Viễn Đông, tờ báo Việt Báo không có đăng gì về U-23 ấy, không đăng một bài nào hết. Đấy, những cái đài truyền hình đây cũng không dám nói về U-23 hay là chỉ nhắc sơ qua thôi. Nhưng mà Đoàn Trập mời một chuyên viên lên phân tích nói rất là rõ ràng. Cả một cái chương trình dài nghĩa là gần một tiếng đồng hồ. Rồi cái chương trình như là Nguyễn Vũ cũng nói về U-23 nhưng mà lại nói là về cái là kiểu mà Việt Nam đói ăn đói khổ này, cái thể lực của mình không được ấy. Mà thể lực mà mình đá ở trên một nơi nước mà. Đá 120 phút. Ba trận liên tiếp. Mà đá dưới trời mưa tuyết nữa chứ. Đấy, dưới tuyết. Tất cả cái đó mấy tờ báo này không dám đăng. Không dám đăng chứ. Xin lỗi vì cờ thế thôi. Ghê quá. Mà nó lỡ nó thiếu tùm lum. Cuối cùng nó để chứ xin lỗi vì cờ. Thích, khổ thật, thích tội nghiệp. Mình ai đâu rồi. Đây. Đấy, có người này, độc giả đây này, Trương Quảng Thanh nói rằng là cứ từ từ thì nó mới nhừ. Anh bắt người ta phải nhừ ngay lập tức để nó sượng đấy. Không nấu nhừ từ, không, từ từ. Không mà nghe các anh nói chuyện mà báo chí cái chuyện này về cái U-23 này thì mình thích tội nghiệp thật đấy. Tức là họ coi như là họ cố tình cắt cái đồng bào, cắt cái nguồn tin, cắt cái niềm vui của cái người Việt Nam ở ngoài này. Những cái gì đó bán hàng giả nữa, mà làm hàng giả nó tuồn vào rồi họ cắt cái đó đi rồi họ nối trong đó những cái tâm tình rất là buồn cười của những cái ông cả ngày vắt cái cờ ra con đường biểu tình đấy. Nhưng mà nói cái sự đấy, bây giờ mình còn cái gì nói không? Phút mà tôi muốn nói khi mấy phút cũng được nữa. Tôi nhìn cái cảnh mà U-23 thắng trận từ Úc, thắng trận của Qatar rồi vào đến trận cuối cùng với Uzbekistan, tất cả đồng bào trong nước họ giơ cờ đỏ lên ngập trời. Và điều đó chứng tỏ là gì? Người dân Việt Nam đồng hướng, đồng tâm, tổ quốc Việt Nam trên hết, và họ hãnh diện. Những U Việt Nam quá hay. Anh có khóc không? Tôi khóc chứ. Tại vì tôi nghe trong điện thoại lúc mà anh nói chuyện với tôi, bà xã anh nói là anh ơi hết napkin rồi đó. Cái đó chứng tỏ là con tâm Việt Nam, những thanh niên Việt Nam hướng về tổ quốc rất dồi dào. Bây giờ tôi xem mà tôi nhiều khúc mà tôi xúc động, tôi kêu vô. Tôi kêu bác Cường đi chia sẻ, ông nói, mà ông kêu vô đi, mà cái máy của mình đang live stream, tôi đang live stream, bác Phương gọi. Mà mình nghĩ là kể từ cái ngày mà đi, mình kể từ cái năm 1975 mà mình đi đến bây giờ, đây là đầu tiên mà người ta dùng, người ta trưng cờ nhiều nhất từ một đại tướng nào, cái cú đá của Quang Hải từ 50 phút. Theo tôi đó là mình nhìn thấy cái sự nổi dậy, cái lòng yêu nước nó thể hiện nó như vũ bão, và thành ra cái điều đó mới đáng sợ. Còn thì là cái lòng yêu nước đó chẳng may ở trong nước là đấy, cờ đỏ sao vàng là cờ của họ, chứ cũng không phải rằng thì là họ cố tình để mà khoe cái đó, nhưng mà cái lòng yêu nước nó nằm ở trong đó, nằm yêu dân tộc, yêu đất nước. Nhưng đấy mới là bao giờ động viên được cái lòng yêu nước của dân tộc. Cái khí thế đó đó làm cho Trung Quốc họ phải nhìn vào đất nước mình. Đúng. Cái tinh thần yêu nước qua cái lá cờ.
các bạn ở đây đó chống cộng cực đoan, các bạn cứ luôn luôn chửi Cộng sản Việt Nam, các bạn không hiểu đó là cái lá cờ tổ quốc của người ta, còn lá cờ Cộng sản là các lá cờ búa liềm, cứ lọt cái lá cờ, cứ bảo đó là lá cờ của cái Cộng sản, lá cờ đó là cờ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, cái thể thế đang có bây giờ, còn cái lá cờ kia là lá cờ khác. Từ phi trường, từ sân bay quốc tế Nội Bài mà đi về tới chỗ Hồ Vương, đường Hồng Vương, tức là chỗ mà phủ thủ tướng ấy, là tính là thường thường khoảng chừng một tiếng dưới là xong rồi. Bây giờ đường đi chạy nhanh lắm ấy. Thế nhưng mà đó, 5 tiếng đồng hồ mà cái điều mà chúng tôi không nghĩ tới mà họ đã làm, đó là trước khi vào phủ thủ tướng là phải đứng, nó gọi là báo công, họ dùng cái chữ báo công Bác Hồ. Cái câu đấy rất là hay, không làm lễ chào cờ hay là làm cái gì hay là mà vô báo công Bác Hồ, có nghĩa rằng là công đức của Bác Hồ, và ngày hôm nay chúng con đã thể hiện được cái tinh thần đó và chúng con tới đây để báo công. Bác cho tôi nói một lời sau cùng. Dạ vâng, mời bác. Tôi nói là bây giờ cái sự kiện Việt Nam nó to lớn quá đi, nó như là một cái quả núi Thái Sơn vậy. Bác lấy cái gì bác chùm, bác lấy cái gì mà che giấu cái thúc. Thành ra bác muốn xuyên tạc, bác cũng không xuyên tạc được. Từ cái vụ Việt Nam lôi mấy ông tham quan ra xử thế này thế kia. Đấy, thì là biết cái sự kiện Việt Nam rồi, cái sự kiện U23, nó thấy rằng lòng dân Việt Nam thế nào. Thì nếu sau này mà tàu nó có đến, nó đánh mình cái gì đó, thì nó thấy rằng nếu kêu một tiếng là dân Việt Nam sẽ sẵn sàng đứng lên. Nếu phải đánh vì Tổ quốc, thì là dân Việt Nam không có bao giờ cả. Cái này lấy cuộc chơi ra đánh luôn. Thành ra cái sự kiện nó to quá đi, không có gì có thể giấu giếm được nữa. Vì thế mà Việt Nam nó có một cái chỗ đứng của nó ở trên cái thế giới này. Và chúng tôi hãnh diện về cái điều đó. Và chúng tôi hãnh diện là người Việt Nam. Tôi nói thêm là phải là hãnh diện với Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫn dắt chính quyền Cộng sản Việt Nam và đưa nước Việt Nam tiến lên tới ngày hôm nay. Thì anh nói như vậy là ngày mùng 3 tháng 2 vừa rồi đó là kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng Cộng sản đấy. Còn tôi thì tôi chỉ nói thêm một điều nữa là thế mới biết là Việt Nam là một quốc gia đa thần. Bây giờ mình có ông thần bóng đá, mà cái ông thần bóng đá đó nó nhập vô linh hồn Nguyễn Thế Phượng từ cái hôm từ xưa nay chưa bao giờ coi bóng đá hết. Mới rất nhiều cái đó. Bóng tâm bóng đá. Anh Hồng ơi, mình coi bóng đá mình phải vào đài nào? KBC Hải Ngoại là có. Vâng. Với Việt Nam bóng đá nó là một tôn giả. Đúng là một tôn giả. Cứ bảo Việt